Acer là một thương hiệu sản xuất máy tính bảng khá thành công và có phần nổi bật trên thị trường Việt Nam, đặc biệt là dòng tablet 7 inch, ví dụ như là Nexus 7, MemoPad hay là PhonePad 7. Thì tiếp nối thành công của Acer PhonePad 7 đình đám một thời, thì hãng lại tiếp tục cho ra mắt phiên bản nâng cấp khá hấp dẫn Acer PhonePad 7 thế hệ thứ 2. Sản phẩm vẫn giữ được bộ xử lý của Intel, hệ điều hành Android, hỗ trợ nghe gọi như một smartphone và đặc biệt là camera phía sau được nâng cấp lên 5 megapixel. Không giống như phiên bản đầu, PhonePad 7 thế hệ thứ 2 chỉ được trang bị vỏ bằng nhựa. Tuy nhiên thì vẻ hấp dẫn của nó không hề thuyên giảm. Acer đã thiết kế các đường vân hình vòng tròn đồng tâm tỏa ra từ logo Acer kết hợp với màu sơn kim tuyến khiến mặt sau khá nổi bật và ấn tượng. Tuy nhiên thì do thiết kế bóng nên mặt sau này rất dễ để lại dấu vân tay. Đây có thể là một điểm trừ của sản phẩm này. Mặt trước của máy thì có đến hai chiếc loa nằm đối xứng ở hai cạnh trên và dưới màn hình. Đây là một chiếc máy tính bảng 7 inch đầu tiên được tích hợp hệ thống hai loa stereo phía trước này, khiến người ta liên tưởng đến chiếc smartphone One của HTC. Với hệ thống loa kép kết hợp với âm thanh Sonic Master mang đến chất lượng âm thanh sống động, âm bass khỏe và âm lượng lớn. So với phiên bản trước thì âm thanh là ưu điểm đáng ghi nhận ở phiên bản này. Hai chiếc loa được thiết kế phía trước tạo nên hiệu ứng âm thanh hấp dẫn hơn, hướng trực diện đến người dùng. Do đó thì hiệu ứng âm thanh sẽ dễ nghe hơn và rõ ràng hơn. Acer PhonePad 7 II có trọng lượng là 330g và mỏng 10.5mm. So với phiên bản đầu tiên thì không có sự khác biệt về kích thước, mặc dù phiên bản đầu sử dụng chất liệu bằng kim loại. Các khe cắm SIM và thẻ nhớ cùng các nút vật lý thì được đưa ra bên hông, nên lắp lưng của máy được thiết kế nguyên khối, liền mạch. Điều này giúp cho việc sử dụng được dễ dàng hơn và tạo thêm phong cách cho sản phẩm này. Phiên bản PhonePad 7 mới này vẫn sử dụng màn hình 7 inch với độ phân giải là 1280x800px. Chất lượng hiển thị khá tốt, kết hợp với việc đọc sách, lướt web và hạn chế hiện tượng mỏi mắt khi mà sử dụng lâu. Ngoài ra, Acer còn hỗ trợ thêm bảng điều khiển màu sắc, có thể chỉnh tone màu tùy theo sở thích của người dùng. Bên cạnh đó thì máy còn sử dụng tấm nền IPS cho góc nhìn rộng lên đến 178 độ, giúp thuận tiện khi sử dụng không chỉ với góc nhìn trực diện mà thiết bị còn đảm bảo mọi góc nhìn đều có chất lượng hình ảnh như nhau. PhonePad 7 II sở hữu vi xử lý Intel Atom Z2560 loại kép, tốc độ 1.6GHz, công nghệ siêu phân luồng với 2 nhân và 4 luồng xử lý thay vì 1 nhân như trước đây. Bộ nhớ RAM của máy là 1GB và bạn có sự lựa chọn giữa các phiên bản bộ nhớ trong khác nhau như là 8 hoặc là 16GB. Sản phẩm sử dụng hệ điều hành Android 4.2 Jelly Bean có khả năng tùy biến cao, tích hợp khá nhiều ứng dụng hữu ích, ví dụ như là phần mềm chỉnh âm thanh Windsor Audio. Phía dưới màn hình bạn có nút cảm ứng đa nhiệm, bạn có thể gọi ra bất kỳ ứng dụng nào mà không cần phải đóng ứng dụng hiện tại. Ngoài ra, khi giữ nguyên nút Home, hệ thống sẽ đưa ra một menu mini giúp bạn lựa chọn nhanh các ứng dụng hay dùng, vân vân. Nhìn chung thì chip Atom của Intel có tốc độ xử lý ổn định, đặc biệt độ phản hồi trên màn hình cảm ứng gần như tức thời. Máy cũng có khả năng truy cập nhiều trang web cùng một lúc và chuyển đổi qua lại một cách nhanh chóng. Ngoài ra thì sản phẩm này cũng có thể xem video trực tuyến trên mạng một cách trơn tru. Một nâng cấp so với thế hệ đầu là PhonePad 7 II được trang bị camera phía sau lên đến 5MP và hỗ trợ camera phía trước là 1.2MP. Tốc độ chụp của camera là khá nhanh. Sau khi chụp, bạn có thể chỉnh sửa, cắt và chia sẻ ngay lập tức lên các trang mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay. Máy tích hợp nhiều tính năng chụp ảnh thông minh như là Smart Remove, lược bỏ yếu tố thừa trên ảnh chụp, All Smile, chọn ảnh nụ cười đẹp nhất, chụp ảnh HDR, chụp Panorama hay GIF Animation, tạo ảnh động.
Ngoài ra bạn có chế độ chụp liên tiếp lên đến 100 bức ảnh một cách nhanh chóng bằng cách giữ nút chụp. Tuy nhiên thì nếu bạn sử dụng trong điều kiện thiếu sáng thì camera của thiết bị sẽ không đáp ứng được bởi vì nó không hỗ trợ đèn flash trợ sáng. Được xem là một chiếc smartphone cỡ lớn nên Fold Mate 72 cũng được trang bị chức năng nghe gọi nhắn tin như một chiếc điện thoại thông thường, giúp bạn có thêm sự lựa chọn khi mà muốn sử dụng 2 trong 1, vừa có thể đàm thoại và vừa có thể giải trí trên một màn hình lớn. Asus Fold Mate 7 thế hệ thứ 2 quả là một nâng cấp đáng giá. Dù kích thước, trọng lượng thân máy vẫn được giữ nguyên, nhưng bên trong lại mang một sức mạnh hoàn toàn mới, đáp ứng tốt các nhu cầu của người dùng từ việc chạy đa nhiệm, nhắn tin, gọi điện như smartphone, các kết nối như là Wi-Fi 3G khá đầy đủ, đến các thế mạnh về giải trí như là camera và loa 2.0 mạnh mẽ. Asus Fold Mate 7 thích hợp với mọi người nhờ thiết kế nhỏ gọn, đảm bảo tính di động cao và dễ dàng sử dụng. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.